Alo. Mẹ đâu rồi hả mẹ? Ơi ơi, mẹ nghe rồi, mẹ nghe rồi. Mẹ, thưa mẹ con mới về. Ừ, con về mẹ mừng quá à. Sao con về mà không cho mẹ hay biết cho con? Mẹ ơi, hôm nay trước là con về thăm mẹ. Ủa, nhưng mà sao hôm nay mẹ đi đâu mà đẹp quá vậy? Hôm nay rằm, mẹ định đi chùa. Mà thôi, con về rồi lát nữa mẹ con cùng đi nhé, mẹ mừng quá à. Dạ, mẹ khỏe không hả mẹ? Khỏe, mẹ có hơi buồn mà nhớ con. Mẹ ơi, hôm nay trước là con về thăm mẹ. Và sau đó con sẽ cho mẹ một sự bất ngờ. Bất ngờ? Bất ngờ gì? Dạ, mẹ chờ con chút xíu đi, sau nhà không có ghế để chân vậy mẹ. Mẹ, mẹ chờ con chút xíu nha. Dạ, con mời mẹ ngồi xuống đây. Cái gì mà cũng lỏng dữ vậy con? Mẹ ơi, hôm nay trước là con về thăm mẹ, sau đó con sẽ tặng cho mẹ một món quà. Tặng quà cho mẹ? Dạ phải. Đâu, quà đâu? Dạ đây, món quà của công ty Đơn Sơn. Nhưng con hy vọng rằng mẹ sẽ vui lòng khi nhận món quà của con nha mẹ. Được rồi con tặng cho mẹ thì cái gì mẹ cũng quý hết à. Dạ đây, con xin tặng mẹ. Ồ, một bông hồng. Dạ phải. Mẹ còn nhớ trong một đêm mưa gió tối trời, trên xóm về tối nhỏ, những tiếng khóc xé lòng người khi nhào nhào trong gió. Trời ơi, tiếng của trẻ thơ ở đâu kìa? Trời ơi, nó bỏ đi trẻ tội nghiệp trên trời mưa gió như thế này. Bắt tặng bên mông vô bên ta vô mẹ. Thiếu một vòng tay thì vòng tay mẹ không ra vào da đang. Con đã được thương nhờ tấm lòng mãn dung, được chia sẻ tình thương và bầu xưa mẹ con. Từ cái vòng con giữa cánh bàn tay nhỏ
mình hạnh phúc mừng vui khi đứa con chào đời trong đời. Con mẹ chỉ nhắc con bên dạy đường để tôi không mang ngủ tình thân cũng không đợi không chờ. Mình ngưng chương trình nhân ngày lại, tại vì cũng không còn bao nhiêu khán giả mình phải bán nấu cháo những cái món